Ngôi miếu này á là nằm ở mé bên đường mà phía ngoài mặt biển lại, xoay hướng vào trong núi, lưng thì đưa ra ngoài biển. Các bạn thấy không? Miếu này thì thờ hai cái hình mà Kha thấy là giống như một nam một nữ, mờ quá Kha không nhìn rõ mọi người. Thì bây giờ không biết như thế nào nữa thì Kha cứ gọi là cậu đi, cứ gọi là miếu cậu đi. Mình đặt tiêu đề là cái gì à? Tiêu đề sao thì mình cũng quên rồi đó, nhưng mà mình về mình cái bữa đó luôn, mình về luôn cái tối đó mình nằm ngủ, cũng không hẳn là tối, buổi chiều đó luôn mọi người. Buổi chiều đó mình về mình nằm mình ngủ là mình nằm mình thấy rồi. Hello mọi người, mình xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nha. Xin lỗi mọi người, ở cái thời điểm này mình không tiện nói tên mình ở đây nha. Chúc mọi người ngày mới thật nhiều sức khỏe và vui vẻ bên gia đình của mình. Thì trên tay mình đây là có cầm một bị trái cây, nước và có mấy cái chiếc xe đồ chơi và ngoài bó nhang. Thì ở cái video trước á, mình có quay cho mọi người xem là mình có tình cờ mình đi ngay cái con đường này mang tên là con đường quốc phòng. Thì mình có quay một cái khám, trong đó thờ hai người nhỏ mà mình có gọi là miếu cậu á mọi người. Thì hôm nay mình trở lại đây một lần nữa vào ban đêm, thì giờ này cũng tối rồi, 8-9 giờ đêm rồi đó, mình không nhớ họ rõ nữa, mình không có đeo đồng hồ đây. Nhưng mà từ cái lúc mà mình quay cái video đó thì mình về mình cảm thấy nó bất an lắm mọi người. Mình nói có thể là mọi người không tin chứ, nhưng mà mình về mình nằm cái đêm mình cứ cảm thấy trong lòng mình nó sao á, trời cũng đang mưa luôn. Cho nên hôm nay á, mình tới mình mua đồ, mình vào mình cúng, mình vào mình cúng cậu đó. Tại vì trong miếu á, lúc là thờ là hai người nhỏ, cho nên mình có mua mấy chiếc xe đồ chơi này mọi người đó. Thì bây giờ mình sẽ trở lại miếu cậu và cúng cho miếu cậu nha. Trời đang mưa vương à, bạn cẩn thận cái camera nha bạn. Ở đây ban đêm thì không có một chiếc xe nào chạy hết mọi người, với lại trời đang mưa thì ít có đi đường này vào ban đêm á. Tại đêm đi đường này nguy hiểm lắm, đường vắng với lại trơn trượt mà eo dốc đồ á. Đây miếu cậu đây mọi người. Trời ơi sao nước đổ không lên hết vậy trời. À không phải đâu mọi người, không phải nước đổ mà mưa tẹt luôn nha, đổ luôn trời ơi. Trời ơi sao luôn nha, đổ không lên hết vậy. Ủa sao bốn lượng nước, để lên đây. Thì thôi, nguyên thì mình để nguyên, mình không có ấy cho mọi người. Đây. Trời hơi mưa á, biết lại gió nữa. Mọi người xem hình ảnh nó không được tốt, mọi người thông cảm cho mình nha. Trong này có khéo quẹt. Đây nè mọi người, trong đây là mình có mua một bị cam. Dạ, yeah. Gió thì ở đây đêm. Gió. Gió mà kim bồ công máy quay không nổ luôn. Cái sụp máy quay hả? Ổn định chưa? Tại gió quá không có sao đâu nha mọi người. Đây mình có mua một cái cam này, bây giờ trong đây có một cái kẹp cổ vòng. Đây, mình đơm lên đây luôn. Nếu mà nó không cầm nổi, gió mạnh quá thì giữ cái máy quay lại nha. Cổ vòng này nhỏ quá ta. Cổ vòng hơi nhỏ nên con để có gì thì cọ bỏ vòng cho con nha. Đĩa này con dâng lên cho
ha luôn nha. Ở trong đây là mình có mua mấy chiếc xe đồ chơi nè mọi người. Tại vì lúc đó mình thấy trong đây có hai thờ hai người nhỏ á, thì lúc trước mà mình ra ngoài kia mình thấy có cái bức bế á đó, cho nên là mình không biết mua đồ chơi gì cho trẻ nhỏ nữa, cho nên mình chỉ mua mấy chiếc xe này thôi mọi người. Chiếc xe đồ chơi này kiểu như là mấy đứa nhỏ nó ưa chơi đó mọi người. Đó, bị bay hết luôn. Nói thì có thể là mọi người không tin, cho nhưng mà từ cái hôm mà quay miếu cậu về, tối nào mình cũng nằm mình thấy kiểu như là sao sao á mọi người. Mình thấy nó kiểu như là nó bất an lắm các bạn. Đó, một hai chiếc xe bồn và một chiếc xe máy cẩu và một chiếc xe ben. Đây là hai chai nước suối mọi người. Đó, quay thấy rõ không bạn? Mình để vô đây luôn nha mọi người. Trời ơi. À vậy hả? Cái này ai mà xây mà tráng cái nền miếu này kỳ ghê, tráng ở trong đây không có cao bằng ở ngoài đây, cho nên mưa nước đọng đây nè mọi người. Rồi. Mấy ông thợ hồ, mấy ông làm, ông không có con ngôi sao. Kỳ cục. Mở mắt trời nước ra luôn. Ở đây là hai cái lư hương. Tại vì thờ hai người lượng cho nên tới hai cái lư hương lượng nha mọi người. Mà bây giờ là mình cúng, mình phải cúng hai chai nước đó. Nhưng mà hai cái lư hương thôi thì bây giờ là mình chia ra làm hai cái đĩa trái cây nha mọi người. Một đĩa được không ta? À, một đĩa mình cúng cho hai người luôn không? À, vậy thôi mình để lại nha mọi người. Tại mình cũng không có biết là nguồn gốc là thờ như thế nào bây giờ. Đây. Cái nhang mới này mình đem vào để dành đây để cho người khác có tới thắp thì thắp. Đó, bây giờ mình lấy nhang cũ rồi mình thắp nha. Tại có nhang nào cũng vậy thôi mọi người, mình mua nhang thêm vô để cho người khác có tới thì người ta thắp. Ở đây là hai cây. Hai trong hai quà là 4 cây luôn. Muốn hộp vẹt ở đây luôn, nhưng mà trong đây có 3 cái hộp vẹt sẵn rồi. Ở nước ướt rồi ta. Nước ướt không cháy luôn. Hồi hôm là mình có mua cái quẹt chứ không, 3 cái quẹt kia nước ướt hết không cháy được luôn á các bạn. Gió quá ta. Bây giờ thầy sẽ cúng nha mọi người.
Đây hai cái nữa mọi người, hai lư hương nữa đó. Dấu nhang người ta thắp ban ngày nhưng mà kiểu như là ở đây trống gió quá cho nên là phải tắt hết luôn. Cho nên các bạn thấy không, dấu nhang này đó, hai cây này mình thắp cái chuẩn bị gió là tắt luôn rồi, chỉ còn nhang ở trong là có thể tàn được tại ở trong phức gió mọi người. Rồi chổi ướt hết luôn rồi. Đó. Thì trong đây có một cái đèn và một cái lo để mở kinh đó, thì lúc trước mình có quay cho mọi người xem rồi đó. Còn cái đèn này thì lúc trước nó có, mình thấy có cái bóng mà nhưng bây giờ cái bóng mất luôn, còn có hai cái bóng nhỏ ở trong không à. Quà ho thì cái chậu ho thiệt á, cái chậu ho thiệt á, bữa mình thấy ở trong đây bây giờ mất luôn, bây giờ còn có chậu ho giả không à. Bây giờ là người ta thay bông, người ta rút chậu bông thì người ta bỏ rồi sao mọi người. Ở thì ở bên đây mình kể cho mọi người nghe cái vì sao mà mình nói lúc đầu là mình quay xong mình về mình cảm thấy nó kiểu như là nó áy náy trong lòng, nó bất an nha. Thì cái hôm mà mình quay cái video đó đó, mình đặt tiêu đề là cái gì, tiêu đề sao thì mình cũng quên rồi đó, nhưng mà mình về mình cái bữa đó luôn, mình về luôn cái tối đó mình nằm ngủ, cũng không hẳn là tối, buổi chiều đó luôn mọi người, buổi chiều đó mình về mình nằm mình ngủ là mình nằm mình thấy rồi, mình thấy thật luôn, mình thấy thật luôn, kiểu như là mình nằm mình có thể là mình nói mọi người không tin nha đó, nhưng mà góc tâm linh thì mình nói thật, mình nằm mơ mình thấy như là có một ông già, có một ông lão ngồi kể với Kha, kể trong giấc mơ mọi người. Có lẽ mình nói là mong luôn quá nhưng mà ở đây là mình chỉ tường thuật lại mình thấy trong giấc mơ thôi nha. Tức là mình nằm mình thấy có một ông lão ngồi kể với mình. Gió quá. Mình nằm mình thấy một ông lão ngồi kể với mình về cái miếu này nè. Đó, nói là trong đây là hai cậu. Mà mình nghe ông lão kể rất là nhiều lắm nhưng mà khi mình tỉnh dậy mình quên hết luôn. Nhưng mà mình nhớ là ông lão có nói cái câu là cậu thổ gì đó, mình không biết có thật hay không. Thì nếu mọi người xem video của mình á, có ai mà dân Ninh Thuận này á, mà có ai mà người ở khu vực này mà biết sự tích về ngôi miếu này á, thì hãy bình luận để lại cho Kha để mình biết thử xem thử là tại sao lại có cái miếu này và ở trong đây thì thờ hai người này nha mọi người. Đó thì thật sự là hôm bữa giờ mình nằm mình suy nghĩ nhiều lắm cho nên bữa nay quyết định mình mua đồ trở lại đó, rồi với lại có nhiều khán giả bình luận ở dưới cái video đó của mình á cho nên mình mới mua đồ mình quay trở lại đây đó, và mình dâng lên cho miếu cậu đó, cũng như là tạ lỗi lúc trước là mình vô tình mình đi ngang mình thấy đó, cho nên lúc đó là mình không có chuẩn bị gì cả, mình chỉ vào mình quay mình review thôi cho nên mình không có chuẩn bị gì cả. Thì hôm nay mình tới lại là mình đã dâng lên cho cậu đó, thì một ít trái cây thôi, tấm lòng thôi mọi người, không có nhiều đó, mà chỉ hai chai nước, và vì người nhỏ cho nên là mình phải mua mấy cái đồ chơi đó, tính mua búp bế mà thấy không biết tại thấy trong đây là con trai á đó, cho nên mình mua chi đồ chơi luôn cho tiện. Thì mọi người nghĩ sao về cái video trước và cái video này thì mọi người hãy bình luận cho mình biết xem thế nào nha. Và ai biết được cái sự tích của ngôi miếu này thì hãy để lại cho mình cái bình luận để cho mình biết tìm hiểu như thế nào luôn nha. Chứ có nhiều cái nguồn gốc mà mình quay nhiều khi mình cũng không hiểu được đó mọi người. Đó thì mình thấy mình vào mình review. Thì coi như hôm nay là dâng lên ít trái cây cho cậu Lập cũng như là mình nhị lòng rồi. Đó, bây giờ ổn định rồi. Bây giờ chắc có thể là mình sẽ đi về thôi mọi người. Tại vì trời cũng chuẩn bị mưa tới, nãy mình chạy ở ngoài đường nhưng vẫn mắc mưa luôn. Đó cho nên mình tranh thủ gió nữa mọi người. Ở đây cái đêm nguy hiểm lắm, không biết có gì ở xung quanh đây. Ở một bên là núi, một bên là biển mà mọi người. Bây giờ thì có lẽ mình xin phép mọi người dừng video ở đây nha. Đó thì mọi người đừng quên, nếu thấy video của mình hay, hãy để lại cho mình một like, một đăng ký kênh, kèm thêm một lượt chia sẻ nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Giờ qua một ngày mới, xin chúc tất cả mọi người vui vẻ và thành công trong cuộc sống, hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình. Xin dâng và hẹn gặp lại mọi người ở với dưới theo. Bye bye mọi người.